Chào Linh, đây là biểu đồ của MWG từ khi lên sàn. Biểu đồ này là biểu đồ tính theo ngày. MWG lên sàn từ 2014. Từ khoảng tầm tháng quý 2 2014. Và đây là cái biểu đồ giá đã điều chỉnh của MWG thông qua những lần chia cổ tức là cổ phiếu hoặc là chia cổ tức là tiền mặt. Đấy, thì đây là cái biểu đồ giá đã điều chỉnh sau khi trừ đi điều chỉnh giảm rồi. Thì cái mức giá của MWG mức thấp nhất là từ hồi mới lên sàn với mức giá là 10.550.000 đồng vào ngày 14 tháng 7. Và chạm đỉnh gần nhất là vào ngày 30 tháng 9 với mức 129,5. Như vậy là MWG đã có một cái quá trình tăng trưởng hơn 10 lần, 12 lần. Và trong cái quá trình dịch chuyển giá của MWG thì đã thông qua các cái lần tạo lập đỉnh và những thời gian tích lũy. Ở đây thì thấy được hai cái vùng tích lũy khá là dài, đấy là từ vùng 41 điều chỉnh giảm về 17,5. Và cái vùng tích lũy này khá là lâu, mất 1 năm rưỡi từ năm 2015 tới 2016. Và sau khi mà vượt được cái vùng điều chỉnh này thì MWG có một giai đoạn tăng trưởng rất là mạnh, ấn tượng, từ 41 lên tới 101,6 trong vòng 1 năm rưỡi. Sau đấy lại tiếp tục điều chỉnh khoảng 1 năm rưỡi từ cuối 2017. Chỗ này chính xác là ngày khoảng 23 tháng 11 2017 điều chỉnh cho tới ngày 25 tháng 7 năm 2019. Vậy là mất cũng đâu đấy tầm 1 năm rưỡi và bây giờ đang bước sang cái vùng tăng trưởng. Tạo lập đỉnh mới và bây giờ đang quay lại test, khả năng là thế. Thì hiện tại MWG đang chỉnh từ 129,5 chỉnh về 110. Ở vùng 110 này đang có một mốc hỗ trợ. Mốc hỗ trợ cũng tương đối. Xem nào, có thể thêm ở đây tua lại gần nhé. Trong cái mốc hỗ trợ này thì cái đường giá đóng cửa trung bình di chuyển 5 ngày đang sắp cắt cái giá đóng cửa trung bình 120 ngày. Như vậy thì tại cái điểm 110 này thì có mấy khả năng có thể xảy ra. Đấy là khả năng là sẽ trụ lại được. Bởi vì là khi mà đường MA 5 mà không, tức là không giao với đường MA 120 thì tức là về trung hạn thì MWG vẫn đang nằm trong cái giai đoạn tích lũy sideways. Ngoài ra thì xem kỹ hơn ấy, xa hơn một chút trong cái tầm trung hạn, tức là từ cái đáy gần nhất tới đỉnh gần nhất thì MWG cũng đang gặp một cái đường hỗ trợ Fibonacci số 1. Thì khả năng là gặp cái đường này tại mức 110,5 thì sẽ có những cái dao động sideways từ 110 cho tới khoảng 123-125 sideways ở cái vùng này. Sideways đâu đấy chắc cũng phải cỡ tầm 10-15-20 phiên rồi đó. Thì đó là những cái view sơ sơ. Còn đồng thời khi mà bỏ cái đường MA đi thì có cái giải Bollinger. Đây, nếu mà xét theo cái phạm vi đi của MWG ấy, thì có một cái giải Bollinger Band. Ở đây thì những khi mà mình xem thì thường ấy, đồ thị của thị trường sẽ đi dao động từ giải
bowling ball ở phía dưới cho rồi đi lên bowling ball ở phía trên, tức là khi gặp cản trên thì sẽ đi xuống, còn khi gặp cái đường hỗ trợ bên dưới này thì sẽ đi lên. Đấy thì tức là có rất nhiều yếu tố để cho thấy là việc MW có thể phục hồi từ cái vùng 110,5. Nó thì đại khái là như vậy. Còn khi mà mình xem cái biểu đồ Wick ấy, biểu đồ Wick tức là sẽ theo dõi diễn biến giá theo tuần thì cũng chưa có nhiều điều để nói, nhưng mà đang tạo được một cái sự hụt hơi trong trong việc rơi của MW. Còn theo cái view trung hạn xa xa thì MW có thể tính được cái mức giá như nhờ vào cái vùng tích lũy này. Thì MW có thể lên được ở vùng 203. Có lẽ là đâu đấy cũng sẽ cần tầm 2 đến 3 năm để đạt được cái mức target đó. Thì theo như cái quan điểm hiện tại thì có thể mua vào ở vùng này. Đương nhiên là khi đầu tư dài hạn thì bạn sẽ phải chịu được những cái mức rủi ro tầm khoảng 20% tại cái điểm này.